Ông chú kê đầu dạy hip hop cực sung trên sân khấu, đầy nến và hoa. Nhưng hoa này lạ lắm. Trong khung cảnh đám tang của một gia đình, tuy nhiên không thấy hình ảnh người thân trong chiếc áo tang và khăn tang, mà xuất hiện một ông chú với những hành động lạ, khiến người xem như lạc trôi vào thế giới khác. Cũng là đám ma, nhưng sao mà lạ vậy nè? Bên khung cảnh quan tài và đầy hoa tang xung quanh là một ông chú khoảng U40 với máu hip hop ăn sâu từ trong máu. Kê vai kê đầu xoay chục vòng, cứ ngỡ đâu đây là sân khấu biểu diễn thực thụ. Chỉ theo nhịp điệu kèn và trống mà chú nhảy nghệ thế này thì quá đỉnh rồi chú ơi. Hay là chú đang phiêu theo điệu nhạc tình gia ấm áp như Dần Thái Dương remix chăng? Xem chú nhảy một hồi mà dính, quên luôn mất đây chính là một đám tang. Vài ly thôi mà hip hop never die luôn rồi. Mai thế nào tỉnh dậy cũng hỏi vợ sao tôi nhức mình thế này chắc luôn. Các dân cư mận sau khi thưởng thức skill hip hop tuyệt đỉnh này đã để lại nhiều bình luận như sau. Đỉnh đó, phải giỡn đâu, dân chơi 8X đội lên là biết đẳng cấp. Ôi trời ơi, dân chơi thời không đạt tiếng đạt chứ đâu. Đúng, đúng. Tầm 208 mà nhảy được vậy là tốn gái lắm. Bạn thấy màn trình diễn hip hop của ông chú tại tang lễ này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.